Chile vừa cho ra mắt tàu phá băng được sản xuất và chế tạo hoàn toàn trong nước. Con tàu hiện đã được bàn giao cho Hải quân Chile nhằm phục vụ các nghiên cứu khoa học ở khu vực Nam Cực. Tàu phá băng có tên gọi là Almirante VN, nặng 10.500 tấn, do nhà máy đóng tàu ASMA thuộc sở hữu nhà nước Chile chế tạo, với tổng vốn đầu tư hơn 200 triệu đô la Mỹ. Con tàu được xem là niềm tự hào dân tộc của Chile, vì đây là con tàu phá băng lớn nhất từng được chế tạo ở khu vực Nam Mỹ. Tàu phá băng Almirante VN là đại sứ của Chile trên vùng biển quốc tế. Ngoài vai trò là đại sứ, nó còn là một phòng thí nghiệm nổi. Nam Cực là lục địa của khoa học, hòa bình và tương lai. Đó là không gian hợp tác dành cho việc nghiên cứu và hiểu biết về khí hậu và sự sống trên hành tinh của chúng ta. Con tàu có thể chở 120 người, gồm 86 thủy thủ đoàn và 34 nhà khoa học, với tốc độ gần 30 km/h. Con tàu cũng có thể hoạt động ở nhiệt độ âm 30 độ C và di chuyển xa hơn về phía nam tới 650 km so với tàu phá băng trước đó. Tàu Almirante VN được kỳ vọng sẽ giúp Chile bảo vệ chủ quyền ở Nam Cực, đồng thời khẳng định Chile là một bên liên quan trong các vấn đề an ninh hàng hải, nghiên cứu và hợp tác quốc gia, quốc tế trong các hoạt động tìm kiếm, cứu nạn ở Nam Cực.